Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Mưa Nhìn Lạnh. Hôm nay về thì được một em có nhá, được một em Tech này. Đấy. Tech 2300S. Tình trạng hiện tại thì con này nó còn đẹp có nhá. Đấy, không biết các bác nhìn như nào nhưng mà với em thì rất là đẹp luôn. Đây. Đây. Con này thì hiện tại đây có nhá. Sống ngon luôn rồi. Đây này, từ kéo đây. Cái này từ đây em thấy kéo lên đây là nó chạy đây. Đây này. Đặt cái này ở nút này đúng không? Đấy. Tua đúng không? Chạy như nào biết chạy đây. Được. Nói chung cái này thì em cũng không rõ lắm đâu. Đấy, tách cô nhá. Con này thì thành vách cái thứ lên đây đây thì rất là đẹp luôn. Nói chung là cái này thì chả cần phải bảo các bác là mấy check thôi. Đấy, bác nào mà chuyên môn thì có nhìn thì có biết ngay ấy mà. Đây. Đấy. Dây xịn nhá. Con này dây xịn luôn các bác nhá. Đấy, sao em còn sót cái dây xịn cho luôn các bác luôn này. Vách này. Vách cùng này. Giá thì các bác cũng thừa hiểu rồi đúng không? Con này thì đang bán giá là 4 triệu thôi. Đấy. Nguyên chất bãi nhá. Mà vẫn sống như vậy thôi. Mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Đấy. Và là ưng thì alo cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ kênh. Em xin chào các bác nhé.